Kính thưa quý vị đại biểu, trong sự nghiệp xây dựng hội 45 năm qua, bên cạnh những cố gắng và quyết tâm của các cán bộ, hội viên Hội Người Mù thành phố, Hội Người Mù Hà Nội vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các lãnh đạo trung ương và thành phố. Đến dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Việt Nam lên phát biểu ý kiến với hội nghị. Kính thưa ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường vụ Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ông Đào Soát, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ hội viên Hội Người Mù Hà Nội các thế hệ đã có mặt ở buổi liên kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Người Mù Hà Nội ngày hôm nay. Trước hết, thay mặt Thường vụ Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, tôi xin có lời chào, lời chúc mừng, chúc sức khỏe và biểu dương sự hoàn thành xuất sắc qua các thế hệ, do các thế hệ đã lập nên hơn 45 năm qua. 45 năm qua, các thế hệ cán bộ hội viên Hội Người Mù của Hà Nội đã xây dựng và ghi những cái mốc son nổi bật về tất cả các mặt phát triển tổ chức, lao động sản xuất, chăm lo đời sống, về tuyên truyền văn hóa giáo dục, đối ngoại và mọi công tác khác. Cán bộ và hội viên Hà Nội luôn sáng tạo trong mọi hoạt động, đặc biệt các đồng chí đã đi đầu trong việc lao động sản xuất. Những cái cơ sở sản xuất của Hà Nội cũng là một trong những cơ sở ở hàng đầu của Hội Người Mù Việt Nam được thành lập. Từ việc lao động sản xuất, xóa mù chữ, rồi vận động thành lập các trường học cho đến nay, thì các đồng chí, các thế hệ là đã luôn luôn sáng tạo trong mọi hoạt động. Có thể nói rằng là thay mặt Trung ương Hội, các đồng chí luôn xứng đáng với vị trí trái tim của cả nước. Các đồng chí luôn định hướng và cùng với Trung ương Hội động viên và thực thi những cái làm cụ thể những cái việc mà người mù của toàn quốc mà đã được cả Đảng, Chính phủ ghi nhận đến thời điểm hiện nay. Về mặt vốn vay, toàn quốc chúng ta đang quản lý trên 80 tỷ, trong đó có gần 50 tỷ từ kênh Hội Người Mù Việt Nam. Thì Hội Người Mù Hà Nội đang quản lý 27 tỷ, trong đó có 2 trên 23 tỷ thuộc về nguồn ngân sách của thành phố. Đây là một nguồn các đồng chí đã chiếm hơn 1/3 cái lượng vốn vay cho người mù toàn quốc. Các đồng chí cũng là những đơn vị đi đầu để tham mưu với chính quyền Hà Nội ra được danh mục và định mức nghề cho người khuyết tật nói chung và người mù nói riêng. Các đồng chí cũng là những đơn vị đầu tiên tham mưu để bổ sung những cái nghề mới phù hợp với người mù, xây dựng chương trình và giáo trình để chủ động đào tạo, dạy nghề, tranh thủ những cái nguồn vốn của Trung ương, của Hà Nội cũng như là các cái nguồn kinh phí của trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình về dạy nghề, tạo việc làm. Đến nay các đồng chí đã có trên 100 các cơ sở sản xuất, trong đó có 105 cơ sở xoa bóp. Đã có những cơ sở đạt ở cái phân đoạn thứ hai, tức là cái mỗi một cái giờ của vé là đã thu đạt độ trên 150 ngàn cho đến dưới 200 ngàn. Còn hầu hết các cái cơ sở sản xuất của chúng ta, cái xoa bóp của chúng ta hiện nay ấy, thì mới đang ở cái mức độ quy mô là ở dưới 80 ngàn. Nên là đây cũng là một cái điều mà các đồng chí cũng luôn tìm tòi và đi trước. Tôi mong rằng là với sự đoàn kết, sáng tạo và thống nhất của Hội Người Mù Hà Nội, các đồng chí luôn đi đầu trong cả nước
các đồng chí hãy lập thành tích để chào mừng đại hội lần thứ 9 tổ chức ở cuối năm nay, Hội Người Mù Việt Nam. Và chúng tôi mong rằng các đồng chí cũng là người sẽ đặt ra những cái cơ sở sáng tạo để kỷ niệm, để chứng tỏ rằng 30 năm chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hỗ trợ Hội Người Mù và Người Mù Việt Nam, và cũng là đến chào mừng 50 năm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam 1999 và 2019. Một lần nữa, thay mặt Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, chúng tôi xin biểu dương cái sự phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, đặc biệt là đến thời điểm hiện nay, các đồng chí luôn đoàn kết, sáng tạo và làm cho cả nước thông hiểu về người mù, giúp đỡ Hội Người Mù nhiều hơn. Một lần nữa, thay mặt cán bộ Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, chúng tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho Hội Người Mù Hà Nội hoạt động đều khắp về mọi mặt và luôn sáng tạo và dẫn đầu trong cả nước, xứng đáng là ở vị trí là trái tim của toàn quốc. Tôi mong rằng các hoạt động tới của chúng ta sẽ xứng tầm để tổ chức các cái hoạt động của Hội Người Mù của khu vực châu Á Thái Bình Dương vào sau những năm 2020. Một lần nữa tôi xin chúc mừng sự thành công và chúc mọi gia đình hạnh phúc, chúc các quý vị đại biểu một lần nữa hạnh phúc an khang. Trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu chỉ đạo của ông Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, xin được kính chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.